nếu sau này những gì chị Hằng nói là đúng thì anh có công khai xin lỗi không? Tôi xin trả lời như thế này. Để nói về nhân phẩm, đạo đức, đặc biệt là kết tội một người, thì cho dù có đúng hết thì cái cách nói chúng ta cũng phải như thế nào. Ví dụ như là nếu như mà Sư Minh Tuệ là người vi phạm pháp luật, vi phạm giới luật, hoặc là cấu kết với một tổ chức phản động ở đó, thì có thể là lên báo cơ quan an ninh, cung cấp những tài liệu chứng cứ để cho họ xử lý. Như vậy mới là hiệu quả và như vậy mới là thông minh. Còn ở đây á, là việc nhục mạ nhân phẩm, danh dự, lăng mạ một con người, phẩm chất đạo đức của một con người, quy kết họ tội này tội kia, vi phạm pháp luật, dùng những từ ngữ thô tục bẩn thỉu như vậy để nói về một con người, thì không ai có thể chấp nhận được. Nên ở đây không có chuyện xin lỗi xin phải ở đây cả, không có chuyện đó. Và đối với bất kỳ cơ quan chức năng nào, cơ quan điều tra cũng vậy, khi nói đến buộc tội một người nào đó phải có chứng cứ. Nói đến chứng cứ là phải nói đến yếu tố xác thực. Tất cả những thông tin tài liệu đều được thẩm tra xác minh, đảm bảo tính xác thực thì mới được coi là chứng cứ. Còn nếu như mà những cái lời lẽ vu vơ ở trên mạng, những cái clip cắt ghép, cắt xén, rồi những thông tin bịa đặt xuyên tạc, những thông tin do sự suy diễn cá nhân của một người thì không thể gọi là chứng cứ được. Còn với tôi, Sư Minh Tuệ đã chứng thực được cái phẩm hạnh của ông ấy. Và tôi nói rất khó, thậm chí là hầu như không thể có ai có thể tác động để làm thay đổi được. Nên tôi tin vào điều này, tin vào việc là Sư Minh Tuệ không bao giờ vi phạm pháp luật, giới luật được. Còn cái chuyện mà cái tổ chức nào đó nhận đứng ra bảo trợ, hay là cái thông tin mà kiện cả đất nước Việt Nam thì tôi chưa nghe thấy. Tôi chỉ thấy có một cái đối tượng phản động lưu vong, nó bảo là đề nghị là Bộ Ngoại giao phải lên tiếng và phải đưa Việt Nam ra tòa án quốc tế. Đó là một cái phát biểu của những cái kẻ lưu vong ở bên ngoài, nó quan tâm làm gì. Ngay cả việc bà ấy trước đây, bà ấy bị bắt vào năm 2022 thì có rất nhiều cái tổ chức phản động nó đưa hình ảnh lên, nó nói rằng là Việt Nam vi phạm dân chủ, không có ai có quyền tự do để diễn đạt, để nói những thông tin đó mà hoàn toàn không phải là hình sự, rồi bênh vực bà ấy, xuyên tạc về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vậy lúc đấy có ai quy kết bà ấy là phản động không? Nên nói cái gì là phải có chứng cứ, có tài liệu xác thực. Còn lên trên mạng mà nói kiểu vậy thì chỉ là câu view, câu like để lấy sự nổi tiếng thôi. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ phản tác dụng, bởi vì sự thật nó vẫn là sự thật. Cảm ơn bạn.